Thưa quý vị, Đêm Trắng, vở kịch do tác giả Lưu Quang Hà viết kịch bản, từng được Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng từ mấy chục năm về trước. Tác phẩm này cũng từng giành giải huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. Và sau 30 năm, vở diễn lại một lần nữa được phục dựng bởi đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, cố vấn nghệ thuật là nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang, cùng tập thể 100 diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam và sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ra mắt khán giả cả nước. Đêm Trắng, tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật khi cả nước dồn sức, dồn người cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Vở diễn khắc họa hình tượng Bác Hồ trong cuộc đấu tranh chống tham ô lãng phí, gắn với vấn đề rèn luyện đạo đức cán bộ đảng viên, xây dựng quân đội cách mạng. Bác đã có nhiều đêm trắng để xử vụ đại án tham nhũng này. Án tử hình đã được đưa ra cương quyết và đầy đau đớn đối với kẻ phản bội cuộc cách mạng của nhân dân. Khó nhất đối với Minh Hải là hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn và mãi mãi sống trong tất cả các thời điểm. Và Minh Hải vẫn phải bám sát chủ đề và bám sát nhân vật, bám sát tư tưởng để làm. Và có một cái sự thay đổi hơn, đó là cái hơi thở, là cái diễn xuất đời hơn so với cái thời điểm những năm 90 một chút xíu, gần gũi hơn. Chứ còn kịch bản thì là một kịch bản nổi tiếng, tác phẩm của một tác phẩm nổi tiếng thì về lịch sử thì không thể là thay đổi được nhiều. Và cái cảnh khó nhất là cái cảnh trong tù, là cái cảnh sau khi mà trải qua tất cả những cái giải thích của Bác, Hoàng Trọng Minh hoàn toàn thức tỉnh và tự nhận với Bác là để lấy lại niềm tin của nhân dân và cách mạng và quân đội, cháu xin nhận tội chết. Thì đấy là một trong những câu rất là khó và tâm lý để mà nói ra được câu ấy với đầy đủ ý nghĩa của nó, tức là hoàn toàn tâm phục khẩu phục và thấy rằng mình đã sai. Và cái những cái sai ấy nó không chỉ hệ lụy đến những cái chiến sĩ mà hệ đến chính bản thân mình và em trai của mình. Đêm Trắng từng được nhiều đơn vị nghệ thuật dàn dựng với các loại hình khác nhau. Bản dựng lần này của Nhà hát kịch Việt Nam có lối kể chuyện và diễn xuất hiện đại. Lần đầu tiên làm đạo diễn kịch, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vẫn giữ sở trường hài hước của một diễn viên hài, đưa một loạt những tình tiết hài hước đăng cài suốt vở kịch. Bên cạnh những câu chuyện ác liệt của thời chiến gian khổ, dùng cái cười sâu sắc trong một vở kịch lịch sử về một phiên tòa nhiều giằng xé có thể là một lựa chọn thông minh của đạo diễn. Một vở diễn tưởng như khô khan, nhưng cái cách kể cũng như là những gì tôi đã dàn dựng thì hy vọng rằng mọi người xem sẽ không bị phải gồng mình lên. Người xem cũng sẽ không phải nghe những lời mà vốn sợ rằng là sẽ mang tính giáo huấn, rồi mang tính răn dạy hay ở đâu đó, mà câu chuyện nó diễn ra một cách nó nhẹ nhàng như cuộc sống, đặc biệt là hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi muốn xây dựng hình tượng của Bác gần với những gì mà tôi hiểu về Bác nhất. Dung dị, chân thành, mộc mạc. Thông qua những cái buổi làm việc, đạo diễn sẽ thêm thắt, sẽ bồi đắp thêm cho những cái vai diễn, cho những cái tình tiết ở trong đấy. Thì để hoàn thành vở kịch đấy thì trước tiên là diễn viên sẽ phải hiểu được cái hoàn cảnh lịch sử đã. Và đặc biệt đối với những nghệ sĩ trẻ, những diễn viên trẻ như chúng em thì đây cũng là một điều rất là quan trọng. Kể cả khi không làm những cái vai diễn, vở diễn về lịch sử như thế này thì tìm hiểu về lịch sử cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Và em thấy là không hề có một chút áp lực nào cả, bởi vì là học được càng nhiều thì càng tốt thôi. Vở kịch Đêm Trắng thành công trong sự hài hòa giữa bi và hài, giữa ác liệt và lãng mạn, giữa cái cười sảng khoái và những phút lặng người xúc động sẽ tiếp tục được Nhà hát kịch Việt Nam đem đến công chúng thủ đô và cả nước trong thời gian tới.